Hê-rôn câu 24 nói như thế này: ai nấy hãy coi sóc nhau để khơi dậy tình yêu và những việc tốt lành. Con cái của Chúa khi mà nghe tôi đọc cái bản này thì thấy nó hơi khác một chút, bởi vì cái tiếng trong cái bản cũ đó thì dịch là để khuyên dục về lòng yêu thương hay là yêu mến. Nhưng mà tôi muốn dùng cái chữ tình yêu nó trở về với nguyên bản hơn. Và ai nấy hãy coi sóc nhau, nghĩa là để ý với nhau. Để làm gì? Để khơi động hay là khơi dậy, để làm cho cái sự phấn khởi nó tạo nên, làm cho cái tình yêu nó được phát triển. Đó. Và chúng ta bữa hôm nay đó, chúng ta muốn học về tình yêu. Nói đến tình yêu đó, thì tôi nhớ hồi nhỏ học bài học thì không biết tình yêu là gì. Và có người thì ở Việt Nam mấy ông xưa nói rằng là yêu là gì? Có ai nhớ yêu là gì? Yêu là chết trong lòng một chút, phải không? Cái đó là cái điều người ta nói. Nhưng mà cái đó có phải tình yêu không? Thực ra khi nói đến tình yêu thì chúng ta phải suy nghĩ đến cái gì cao thượng hơn. Tình yêu không thấy được. Tình yêu không thấy được, nó chỉ tỏ ra qua cái hành động, qua cái nhìn, cái nói, lời nói, do nơi cái cử chỉ của mình đó, thì thấy được yêu hay là ghét. Nhưng mà tình yêu nó không phải là nó ở trong xác thịt này. Nó là ở đâu? Tình yêu nó ở trong tâm linh. Tình yêu là cái phần của tâm linh, chứ không phải là tình yêu của xác thịt. Và nói đến đó thì chúng ta phải thấy rằng thật sự mà nói thì chỉ có hai loại tình yêu thôi. Ông bà anh chị em thấy, ủa sao lạ vậy? Có hai loại tình yêu. Cái tình yêu thứ nhất là cái tình yêu không phải của Đức Chúa Trời, mà cái tình yêu thứ hai đó, mà cái điều quan trọng hơn, hay là nói ngược lại, tình yêu thứ nhất là tình yêu của Đức Chúa Trời, mà tình yêu thứ hai là tình yêu không phải của Đức Chúa Trời. Cho nên buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ học về tình yêu của Đức Chúa Trời. Mỗi người đều có cái tình yêu và cái hướng về đủ thứ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về tình yêu đó thì chúng ta coi thử lời của Chúa dạy chúng ta điều gì. Thứ nhất, chúng ta xem ở trong Roma đoạn 5 câu 5, chúng ta học cái câu này nhiều lần, thì nói rằng cái sự hy vọng mà chúng ta học được trước đó, những cái hy vọng đó thì nó không làm cho chúng ta thất vọng. Đã có hy vọng thì không thất vọng. Vì sao? Vì tình yêu của Đức Chúa Trời đã rải khắp trong lòng chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời đây, tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta. Khi xưa thì tôi khi đọc câu trong bản cũ thì nói rằng lòng yêu mến hay là kính mến Chúa đó, thì tôi nghĩ rằng cái tình yêu đó là yêu của mình đối với Chúa. Nhưng mà trong lời Kinh Thánh của Chúa dạy chúng ta đây, cái tình yêu này đó là tình yêu của Đức Chúa Trời, chứ không phải tình yêu của con người. Đức Chúa Trời đã rải cái tình yêu của Ngài khắp trong lòng chúng ta nhờ Đức Thánh Linh. Khi chúng ta nói đến cái tình yêu mà rải khắp trong lòng chúng ta nhờ Đức Thánh Linh thì làm sao? Đức Thánh Linh làm sao mà rải khắp trong lòng chúng ta được? Bạn nhớ biết không? Chúng ta còn nhớ chúng ta học ở trong Galati đoạn 4 câu 6 nói như thế nào? Nói rằng khi rằng anh em đã tin nhận Chúa Giêsu, nhận biết là mình là có tội và tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, tiếp nhận Ngài rồi thì Ngài làm gì? Ngài ban cho cái quyền để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp nhận Chúa, nghe lời Chúa, tin rằng Chúa chết vì chúng ta, Chúa đã sống lại rồi, chúng ta tỏ ra cái niềm tin đó bằng cách là nhận lễ báp têm. Nhận lễ báp têm rồi thì sao? Thì chúng ta được Chúa ban cho chúng ta cái quyền để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và trong Galati đoạn 4 câu 6 nói rằng lại vì anh em là con, bởi vì khi là chúng ta là con rồi đó, thì Đức Chúa Trời sai linh của con Ngài, tức là linh của Đức Chúa Giêsu Christ vào lòng chúng ta, để nhờ đó chúng ta mới có thể gọi Đức Chúa Trời là cha hay là Abba. Abba là cái nguyên ngữ, nhưng mà là ba đó. Chỉ có khi nào mình là con thì mình mới gọi là cha được, phải không? Nhưng con nuôi cũng được, nhưng mà phải là con mới gọi là cha. Mà khi Đức Thánh Linh vào trong lòng chúng ta rồi đó thì chúng ta mới có thể gọi Đức Chúa Trời là cha. Và chúng ta thấy cái điểm này
là Đức Thánh Linh Ngài vào trong lòng của chúng ta đó, Ngài đem cả cái tình yêu của Đức Chúa Trời vào trong lòng chúng ta. Cái đó là cái điểm mà chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Cho nên khi nói đến cái tình yêu của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta phải cũng nói qua về cái tình yêu không phải của Đức Chúa Trời. Đó là tình yêu gì? Tình yêu thế gian. Mà Chúa nói rằng chớ yêu thế gian, đây là nói về động từ đây này, nói là cái con người đó yêu thế gian. Ở đây không phải là cái tình yêu, mà cái thái độ cái con người đó đối với thế gian như thế nào. Chúa nói rằng chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Đã không yêu thế gian thì không yêu cái gì của thế gian hết. Trong mấy tuần trước, trong cái lớp học kinh thánh nhỏ nhỏ của tôi đó, thì có nói rằng là Chúa nói theo Chúa thì phải ghét anh em chị em cha mẹ con cái, rồi làm sao mà được theo Chúa, phải ghét là mới được theo Chúa. Thì chúng ta đã học cái ghét đó là cái gì, còn nhớ không? Tức là yêu ít hơn, không có yêu nhiều, tức là không có yêu hơn, có thương hơn, tức là vậy đó. Thì Chúa bảo là đừng yêu thế gian, có nghĩa là như thế là ghét đó, tức là không có coi cái thế gian quan trọng nữa. Dĩ nhiên mình vẫn sống trong thế gian, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn làm đủ thứ, nhưng mà mình không coi trọng hơn Chúa, không yêu thế gian như lời đây. Bởi vì sao? Bởi vì cái chữ yêu thế gian này đó diễn tả một cách rất là dễ hiểu, là như thế này, là cái sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Cái chữ mê tham đó là sao? Tức là mình thích, mà mình thích quá đi, mà muốn có liền thôi, mà muốn cho được thôi, cái thật là nó quá đáng. Mà Chúa bảo đừng có cái đó. Vì những cái điều đó, mê tham của xác thịt là gì? Những cái gì làm cho cái xác thịt thích thú, rồi cái gì cũng đưa lên hết, cái gì cũng thuộc về xác thịt để cho thỏa mãn nó. Rồi còn cái mê tham của mắt, thấy cái gì cũng muốn hết, mà không phải muốn mà thôi, muốn cho bằng được. Cái mê tham là nó như vậy. Có người mà đến nỗi mà mê tham một cái gì là nghe là bỏ hết mọi sự mà chạy theo nó, đó đâu được gọi là mê tham đó. Mê tham của mắt, mê tham của xác thịt, rồi kiêu ngạo của đời, là tức là những địa vị đồ đó. Những cái đó nếu mà mình cứ theo đuổi nó đó, Chúa nói điều đó nó đâu, nó từ đâu mà ra? Nó không phải từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Người đó tôi lặp lại, Chúa bảo đừng yêu thế gian, đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Tôi muốn nhấn mạnh cái chữ tình yêu của Đức Chúa Cha ở đây. Muốn có tình yêu của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Cha, thì chúng ta phải làm gì? Là đừng có yêu thế gian. Bởi vì nếu chúng ta yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không thể ở trong chúng ta được. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Phải có cái tình yêu của Đức Chúa Cha ở trong chúng ta thì chúng ta mới có thể có tình yêu thật sự. Nhưng nếu muốn có tình yêu của Đức Chúa Cha thì chúng ta nghe lời của Chúa nói là không còn tham mê thế gian nữa, đừng yêu thế gian nữa. Đó là cái lời dặn của Chúa. Và Chúa cũng báo cáo cho chúng ta biết rằng cái thế gian này và cái sự tham dục của nó phải qua đi. Xong ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cái phần ai làm theo đó, cái phần thứ hai chúng ta sẽ học. Nhưng mà chúng ta thấy cái lý do mà Chúa dạy chúng ta đừng có ham đời này đó, đừng có mê cái thế gian này đó, là vì cớ rằng Chúa muốn cho chúng ta không thất vọng. Bởi vì cái thế gian nó phải qua. Ông bạn chị em có hiểu tôi muốn nói cái gì mà mình thích, nhưng mà rồi một thà là không có, mà có rồi mất đi buồn lắm ạ. Ý tôi muốn nói phải vậy á. Cho nên Chúa bảo rằng là thế gian và sự tham dục nó qua đi, nhưng mà ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Cho đó là cái điều rất là quan trọng. Và khi nói đến đó thì tôi cũng dắt ông bà anh chị em trở lại cái thời Đức Chúa Giêsu Christ. Thì Chúa Giêsu Christ Ngài nói với người Pharisee về tình yêu của Đức Chúa Trời như thế nào. Người Pharisee đó, họ tưởng rằng họ làm những cái điều mà theo lời của truyền khẩu hay là trong cái luật pháp dạy đó thì là tốt rồi. Họ làm gì? Chúa nói rằng các ngươi nộp 1/10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, tức là cái thứ nhỏ nhỏ đó, nộp 1/10 hết.
cái gì cũng phần 10 thì thấy có vẻ đạo đức trung tín lắm. Nhưng mà Chúa nói thế nào? Chúa nói, nhưng mà còn sự công bình và tình yêu của Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Mà cái tình yêu của Đức Chúa Trời là quan trọng. Tình yêu của Đức Chúa Trời hơn tất cả những điều kia. Nhưng mặc dù Chúa nói những cái điều kia nó không có thể bỏ qua được. Do vậy, cái tình yêu của Đức Chúa Trời cần phải chú trọng nhiều hơn. Ngày hôm nay, đôi khi chúng ta làm một điều đó, nào đó, mình thấy là cái điều đó là tốt, nhưng mà cái điều tốt hơn mình lại bỏ. Cái điều mà tốt vừa vừa mình lại cho nó quan trọng hơn. Ông bạn em còn nhớ cái đó là cái con cách của con người, cái dấu trá của con người. Buổi tối hôm qua tôi có coi coi qua coi lại cái chương trình của ông Evan Baxter. Ông nói về cái ngày cuối cùng đó, ngày tận thế đó, thì ông nói về cái thế giới này người ta muốn có một cái tôn giáo đại đồng tôn giáo, tức là có một tôn giáo thôi. Rồi họ nói rằng là đạo Hồi đó thì cũng tin Đức Chúa Trời, Hồi giáo đó, hay là Mahomet, Muslim đó, hay là đạo Công giáo cũng tin Đức Chúa Trời, đạo Do Thái cũng tin Đức Chúa Trời. Như vậy thì tất cả đều là tin Đức Chúa Trời hết. Rồi bây giờ mình chỉ có vài cái khác biệt, bởi vì người Hồi giáo thì họ không tin Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự, chịu chết vì tội chúng ta. Họ tin Chúa Giêsu mà nói Chúa Giêsu không phải con Đức Chúa Trời, không phải là Đức Chúa Trời. Rồi còn người Do Thái thì họ không nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế, họ không nhận. Rồi thì bây giờ họ nói rằng bây giờ, nhưng mà mình vì có cái lợi cho cả cái thế giới này, cho nên mình phải bỏ qua những cái bất đồng ý kiến nhỏ nhỏ, thu nó nhỏ lại, có nghĩa là mình chấp nhận nhau hết. Ông bạn em nghe thì có lý không? Thì có lý, nhưng mà nó đi ngược lại với lời Đức Chúa Trời, vì họ bỏ cái phần quan trọng nhất là gì? Là Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, con Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và Ngài chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ những cái đó được. Ông bạn em hiểu tôi muốn nói. Cho nên những cái việc làm của chúng ta, nếu chúng ta lấy những cái việc làm hình thức bề ngoài mà mình thấy rằng mình làm điều đó là đạo đức, là tin kính Chúa, mà quên cái tình yêu của Đức Chúa Trời trong chúng ta đó, chúng ta đang sai trật. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải có cái tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Rồi Chúa Giêsu mới dạy trong Giăng đoạn 15 câu 35, đoạn 13 câu 35 như thế này: nếu các ngươi có tình yêu lẫn nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chắc cái chỗ này đọc nghe nó hơi trật, nó nghe hơi lạ lạ phải không? Trong cái bản của tiếng Việt thì nó là nếu các ngươi yêu mến nhau. Nhưng mà tôi trở lại về một cái ý nó rất là quan trọng ở đây, là nếu các ngươi có cái tình yêu của Đức Chúa Trời á, mỗi người đều có cái tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong mình á, thì chúng ta sẽ yêu nhau được cách dễ dàng. Cái này là cái danh từ á, có cái tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong. Nếu mỗi một chúng ta đây mình có cái tình yêu của Đức Chúa Trời đó, thì đương nhiên mình sẽ yêu thương lẫn nhau, bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời là độc nhất, phải không? Rồi chúng ta thấy nữa ở trong Giăng đoạn 17 câu 26, Đức Chúa Giêsu Christ đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha như thế này. Trong cái phần gần cuối đó thì Chúa nói rằng: con đã tỏ danh Cha ra cho họ, tức là cho những người môn đồ của Chúa, đó là cho chúng ta đây nữa đó, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu của Cha dùng yêu con ở trong họ và con cũng ở trong họ. Cái ý muốn nói đây á, là Chúa Giêsu Christ muốn thấy được cái tình yêu của Đức Chúa Cha ở trong chúng ta, để rồi cái tình yêu đó mà khi mà Đức Chúa Giêsu cũng ở trong chúng ta đó, thì Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Giêsu, cái tình yêu đó cũng ở trong chúng ta và chúng ta cũng yêu Chúa Giêsu. Ông bạn nhân hiểu ý tôi muốn nói không? Chúa muốn chúng ta có cái tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta thì chúng ta mới có thể yêu Chúa Giêsu được. Có nhiều người nói rằng tôi yêu Chúa lắm, nhưng mà nếu nó yêu Chúa mà không có cái tình yêu đó làm sao yêu được? Chúng ta thấy rõ ràng cái tình yêu của đời này nó giả dối lắm. Bữa nay thì yêu mà mai ghét rồi, nó không có thể nào mà dễ dàng được. Nhưng mà chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới không thay đổi mà thôi. Rồi khi nói đến cái tình yêu của Đức Chúa Trời đó, chúng ta mới nghĩ làm sao cái tình yêu thương đó, nó như tôi nói là nó ở trong
tâm linh, nó ở trong phần linh chứ nó không phải là trong ngay cả trong tình cảm. Bởi vì nếu chúng ta còn nhớ ở trong Galati đoạn 5 câu 23-24 nói gì, trái của Thánh Linh phần được cái điều đầu tiên là gì? Nhưng trái của Thánh Linh là, trái của Linh là lòng yêu thương. Lòng yêu thương nó ở bên trong linh chứ nó không phải ở trong cái trí này đâu. Trí này là cái linh đã điều khiển ra thôi. Vậy thì trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 mà tôi đọc một khúc kinh thánh này, ông bà cho em các nơi đã đều thuộc lòng câu đoạn kinh thánh này. Nếu con cái Chúa ai chưa thuộc cái khúc kinh thánh này, về nhà mình đọc hoài cho nó thuộc câu cái Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 đó, rất là ích lợi. Nhưng mà tôi đọc từ câu 3 trở đi thì tới câu 7 thôi. Nói như thế này, ông nói rằng dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Ý là như thế này, có nhiều người nghĩ rằng mình phân phát gia tài nuôi kẻ nghèo khó là yêu chứ gì nữa. Mình thương người như là Bill Gates hay là những cái người có tiền nhiều đó, họ bỏ tiền họ bố thí cho kẻ nghèo, mà có chỗ này ông thêm cái nữa là bằng lòng bỏ thân mình để chịu đốt, như vậy là thương quá rồi chứ gì nữa. Nhưng mà nếu không có tình yêu của Đức Chúa Trời trong người đó thì điều đó cũng chẳng có ích gì hết. Ông bạn em thấy có lạ không? Không phải mình hành động mình bán hết tất cả gia tài mình nuôi người ta, không phải mình chịu chết để nuôi người ta là tình yêu đầy đủ không? Nếu không có cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời, có người nói này, nếu họ không yêu tại sao họ làm vậy được? Đó là lý luận của con người, nhưng mà có những lý do khác, có những người làm không yêu. Bởi vì họ không có tình yêu của Đức Chúa Trời trong đó, cho nên cái điểm chính là phải có tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta khi chúng ta bất cứ làm một điều nào, dầu điều đó người ta khen người ta chê. Rồi trong cái câu 4 mới giải thích cho chúng ta những cái gì đặc tính của cái tình yêu đó, nó ở trong phần linh, nó không phải là ở trong cái thái độ gì bên ngoài. Cái bên ngoài chỉ thấy thôi, khi có ở trong rồi nó bày tỏ ra bên ngoài, chứ không phải là chúng ta là làm điều đó. Mình không thể cố gắng mình hành động để tỏ ra mình có cái tình yêu được, không thể được. Tôi đọc ở đây ông bạn cho em thấy này, cái này tình yêu thì chịu đựng lâu. Cái trong cái bản cũ thì nói rằng là nhịn nhục, nhưng mà thực ra nguyên bản là cứ chịu đựng, cái tình yêu chịu đựng mà chịu đựng lâu dài đó, chứ không phải là nó chỉ là chịu ngắn mà chịu lâu. Tình yêu chịu đựng lâu. Rồi tình yêu thì hay nhân từ, nghĩa là lúc nào cũng thấy nhân từ, tử tế, dễ thương ha. Tình yêu hay nhân từ, rồi tình yêu chẳng ghen tị, không có ganh đố. Cái tình yêu đó mới mà cái đó nhớ là nó ở trong tâm linh hết á. Tình yêu chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, không có đưa mình lên, không có vênh váo, phải không? Chẳng làm điều đê tiện, không làm những cái điều nó đáng khinh, cái điều mà nhục nhã, không làm điều đó. Chẳng kiếm tư lợi, nghĩa là tức không có cứ lúc nào cũng nghĩ lợi cho mình, không phải vậy. Chẳng nóng giận, tình yêu đó không nóng giận. Chẳng nghi ngờ suy dữ, tình yêu không bao giờ mà cứ nghĩ xấu cho người khác, nghĩ cái điều dữ cho người khác. Chẳng nghi ngờ suy dữ. Rồi gì nữa? Chẳng vui về điều không công bình. Bởi vì cái điều không công bình là cái điều gì? Cái điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái điều công bình là cái điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà cái điều không công bình là điều không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, phải không? Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật, là trong lẽ thật, là trong lời của Chúa, trong chân lý, mà trong chính Chúa Giê-xu. Giữ kín mọi sự. Tình yêu thì không có nói ra, mới vừa người ta mới có một cái gì đó, mới thổ lộ và trình bày để mà chia sẻ gì đó, cái mình đem mình nói liền cho người khác để cho điều xấu, cái đó không phải là tình yêu. Cái tình yêu là phải giữ kín hết. Nếu cái người đó phạm tội thì mình, như Kinh Thánh nói, mình với người đó còn đến mà giúp đỡ cầu nguyện để họ nhận biết tội lỗi của mình, họ ăn năn rồi họ đến với Chúa, chứ không phải là mình để điều xấu. Cái tình yêu là giữ kín mọi sự, trong này nói như vậy. Cái nguyên bản, xin lỗi, cái bản cũ thì nói rằng là tình yêu phải dung thứ mọi sự. Cái đó thì chữ đó tôi không hiểu cái chữ đó có nghĩa gì. Cái chữ này nó có thể dịch cả hai, hoặc là giữ kín mọi sự, mà cái thứ hai nữa là có thể là cũng gần như thế, là gánh vác mọi sự, tức là mình chịu đựng vậy đó. Nhưng mà trong này nó có cái chữ chịu đựng rồi, cho nên tôi để cái chữ giữ kín mọi sự.
tình yêu này có gì nữa, trông cậy hay là hy vọng, có hy vọng. Rồi, hy vọng mọi sự đó, chúng ta thấy trong tình yêu đó. Và nín chịu mọi sự. Bởi mình thấy nó không có hại gì khi mà chúng ta chấp nhận những điều đó. Có nhiều khi lý do mà chúng ta không nín chịu được là vì cớ chúng ta muốn đưa mình lên. Như cái phần mà nãy mình là vênh váo hay là lên mình kiêu ngạo hay là muốn cái tư lợi cái phần của mình thôi. Nhưng mà nếu đã có cái điều này thì không thể có những phần kia được. Cho nên là nín chịu, một trong nín chịu đó, tại sao nín chịu đó là tình yêu của Chúa ở trong chứ không phải là mình. Nếu mà mình nín chịu thì chắc không được. Nhưng mà vì có Chúa ở trong thì không sao hết. Ông bà anh em còn nhớ Chúa Giêsu khi lên trên thập tự giá đó. Chúa có tình yêu đó không? Chúa chết vì tội của chúng ta phải không? Chúa, loài người mà họ đi tới họ thấy Chúa, họ sỉ vả, họ nói, họ chửi, họ mắng, họ làm những cái điều sỉ nhục vô cùng. Mà Chúa yên lặng, Chúa làm gì? Chúa nói rằng lại cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Chúa không có nổi nóng lên như tôi thường nói chuyện vui. Tôi nói rằng nếu tôi và ở trong cái địa vị của Chúa mà bị như vậy thì chắc là tôi phải làm cho nó một trận, là tôi phải nói tụi bay bộ không biết tao chết cho tụi bay sao. Đáng lẽ nhưng mà Chúa không bao giờ làm như vậy, bởi vì Chúa bằng lòng tha thứ cho họ mà còn xin cha tha tội cho họ vì không biết họ làm điều gì. Đó là cái tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy cái đặc điểm như vậy. Và chúng ta biết rằng cái tình yêu đó là tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng mà chính Đức Chúa Jesus Christ, Ngài cũng là tình yêu. Và khi mà ông bạn em nghe tôi nói rằng Chúa Jesus là tình yêu mà Đức Chúa Trời là tình yêu, cái tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài đi yêu Chúa Jesus Christ một cách diệu kỳ đó, thì khi mà mình có Chúa Jesus trong lòng mình á thì sao? Thì cái tình yêu của Đức Chúa Trời vào chiếu vào ở trong Chúa Giêsu Christ thì chúng ta cũng được ảnh hưởng, và đời sống của chúng ta sẽ tỏa ra những cái đặc tính của tình yêu của Chúa. Ông bạn em có hiểu được ý tôi muốn nói không? Tức là khi Chúa Giêsu ở trong chúng ta đó, thì cái tình yêu của Đức Chúa Trời đi qua trong đời sống của chúng ta, tất cả những gì mà đến với Chúa Giêsu thì nó cũng qua đời sống chúng ta, cho nên đời sống của chúng ta được ảnh hưởng bởi tình yêu đó. Cho nên trong này, trong episode 3 câu 17 nói rằng đến nỗi đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Cái chữ đấng Christ nó rất quan trọng. Tôi đọc, tôi nghiên cứu Kinh Thánh thì thấy rằng trong Kinh Thánh không có nói rằng là Đức Chúa Giêsu ở trong lòng. Nếu mà nói đấng Christ ở trong lòng hay là Đức Chúa Giêsu Christ ở trong lòng chúng ta. Và đây á, khi đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng của chúng ta đó, để chúng ta khi đã đâm rễ vững nền trong tình yêu, khi mà Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta cảm nhận được cái tình yêu của Đức Chúa Cha đi vào trong đời sống của chúng ta, đến cái mức độ cái tình yêu nó lan rộng ở trong cả cuộc đời của chúng ta. Trong này nó đâm rễ vững nền trong tình yêu đó, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Nếu mỗi ông bà, anh chị em và tôi, tất cả mỗi người đều để cái tình yêu của Đức Chúa Trời thấm vào trong đời sống mình, qua Chúa, từ Đức Chúa Cha mà đến Chúa Giêsu Christ trong đời sống mình đó, thì chúng ta sẽ có một cái sự hiệp nhất với nhau, và chúng ta sẽ hiểu thấu được cái tình yêu đó như thế nào, chứ không phải là mình lấy cái sức riêng của mình để mà mình yêu được. Rồi thì trong Ephesians đoạn 4 câu 16 nói như thế này: ấy nhờ Ngài, tức là nhờ Chúa Giêsu đó, mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi từng cái khớp, cái cho tiếng Anh như từng cái khớp, khiến các phần nâng đỡ nhau. Tôi vừa nói hồi nãy, tôi nói rằng là chính Chúa Giêsu Christ đó là Ngài làm cho chúng ta ràng buộc lại với nhau, bởi vì chúng ta là thân thể của Chúa. Phải không? Tất cả chúng ta là thân thể của Chúa, mà thân thể của Chúa cần ràng buộc với nhau đó, bởi vì bởi cái tình yêu đó. Tùy theo lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong tình yêu. Bởi vì khi mà mình ở trong Chúa rồi, mình đến nhận với Chúa, thì Chúa làm cho cái tình yêu mình nó nảy nở, nó phát triển, rồi càng ngày cái tình yêu nó càng thêm lên. Bởi vì có thì cho thêm, mà không có thì cắt luôn phần đã có, như lời Chúa nói. Thì khi chúng ta có cái tình yêu của Chúa thì tình yêu đó bắt đầu nó phát triển. Và Ephesians đoạn 5 câu 2 thì nói rằng hãy bước đi trong tình yêu cũng như đấng Christ đã yêu anh em. Bởi vì rõ ràng
Khi Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta, Đấng Christ ở trong chúng ta đó, thì chúng ta có thể có cái tình yêu giống như Ngài. Và vì cớ Chúa yêu chúng ta, Chúa phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Vậy thì Chúa yêu chúng ta như vậy, và khi Ngài ở trong chúng ta cũng có thể có những cái tình yêu của Ngài. Và Côlôse đoạn 3 câu 14 nói như thế này: nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy tình yêu, vì là mối liên lạc của sự trọn lành. Chúng ta học từ nãy giờ trở đi trở lại là cái tình yêu đó nó nối kết lại chúng ta lại với nhau. Cái tình yêu đó nó làm cho chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ trong Chúa. Cái tình yêu của Đức Chúa Trời đó nó làm cho người khác có thể thấy được qua đời sống chúng ta, bởi vì chúng ta thuộc về Chúa. Ở trong văn thứ nhất là 4 câu 16 thì chúng ta đã biết và tin cái tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cái tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta đã học nãy giờ, chúng ta biết điều đó là Đức Chúa Trời tức là tình yêu. Đức Chúa Trời là tình yêu, ông bà anh em thấy chưa đó? Tình yêu là Đức Chúa Trời. Ai ở trong tình yêu là ở trong Đức Chúa Trời. Hồi nãy giờ tôi nói tình yêu của Đức Chúa Trời đó, mà Đức Chúa Trời Ngài nói Ngài là tình yêu, mà ai ở trong tình yêu là ở trong Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ở trong người ấy, nghe nó có vẻ sao lạ vậy, nhưng mà vì cớ là cái tình yêu nó ở trong phần tâm linh. Cho nên khi mà chúng ta có cái tình yêu của Chúa thì chúng ta yêu Ngài. Và khi chúng ta yêu Ngài, như tôi nói, tình yêu nó có thì nó tăng lên, nó thêm lên. Như thế là nói là đức tin dẫn đến đức tin, tình yêu dẫn đến tình yêu. Thì khi chúng ta có cái tình yêu của Chúa, đến với Chúa thì Ngài yêu chúng ta và Chúa ở trong chúng ta. Và câu 17 nói rằng tình yêu đã được nên trọn vẹn trong chúng ta với điều này, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong Ngài xét đoán. Bởi vì khi mà chúng ta sống một đời sống mà có tình yêu của Chúa bao phủ, có tình yêu của Chúa làm cho chúng ta đối đãi với nhau mọi sự, tất cả chúng ta làm mọi điều đều ở trong tình yêu của Chúa, thì chúng ta không sợ gì hết. Ngài Chúa trở lại, chúng ta không lo, vì cớ chúng ta đang sống ở trong tình yêu của Chúa, bảo dạng trong Ngài Chúa xét đoán. Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy ở trong thế gian này. Tại sao? Tại vì mình để Chúa ở trong đời sống chúng ta. Mà khi Chúa trong chúng ta thì Chúa thế nào mình thế ấy, bởi vì mình có Chúa. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong tình yêu. Khi mà mình thực sự thuộc về Chúa rồi thì không còn có sự sợ hãi nữa, không còn sợ sệt nữa. Tại vì tình yêu của Chúa làm trọn vẹn trong đời sống của chúng ta. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong tình yêu. Nhưng tình yêu trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Mình ở trong tình yêu của Chúa rồi thì không còn chút sợ hãi nữa. Vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu. Cho nên khi nào mà ông bà chị em còn thấy sợ đó, còn thấy lo, còn thấy cái gì đó trong đời sống đó, là gì? Mình không có tình yêu, mà không có tình yêu của Chúa, mà phải trở lại cái điều đó. Và tại sao mà cái tình yêu nó vơi đi? Tình yêu nếu không cẩn thận nó sẽ vơi đi. Mà trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12 nói rằng lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì tình yêu của phần nhiều người sẽ nguội lần. Tình yêu nó nguội đó ông bạn, chứ không phải là nó còn hoài đâu. Mặc dù đó là tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận, không chạy đến, chúng ta sẽ học trong những ngày, có lẽ tuần tới, thì chúng ta biết rõ hơn làm thế nào để chúng ta giữ vững điều đó. Còn nếu không đó, thì cái tình yêu đó nó sẽ nguội dần, nó sẽ vơi đi. Và điều đó là cái điều mà Chúa trách. Như trong Khải Huyền đoạn 4 Chúa nói rằng những điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Mới bắt đầu thì thấy hồ hởi lắm, ngay cả lúc mới tin Chúa đó thì sao, ai cũng thấy Chúa thật là vĩ đại, Chúa thật diệu kỳ, xin cái gì Chúa cho nấy, Chúa thật lạ lùng, chúng mình ca tụng Chúa dễ sợ. Mới đâu có mấy tháng sau cho thấy tự nhiên cái bộ cái nó siêu cái nó đi đâu mất rồi, không còn tin Chúa nữa. Đó là cái điều mà Chúa trách. Chúa nói rằng là cái điều mà ta trách ngươi là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Thực ra cái tình yêu đây là tình yêu của Chúa mà còn như vậy. Tình yêu của con người thì mình thấy rõ ràng thời gian rồi không còn yêu nữa. Nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là phải cứ như lời của Chúa nói là chúng ta phải khuyên dục, phải để ý
lẫn nhau để mà chúng ta đôn đốc cái tình yêu ban đầu, tức là tiếp tục, đừng có bỏ qua. Cũng như tôi nói ông bà anh chị em trong tuần rồi, tôi nói rằng ông bà anh chị em có để thì giờ đọc lời của Chúa, có thì giờ để riêng tư với Chúa, tĩnh nguyện hay là thông công với Chúa không? Thì tôi thấy rõ là nó bắt đầu năm ngoái thì nó đông, nó gần như là 80-90%, nhưng mà cái tuần rồi tôi thấy còn có 2-3 người. Nó rõ ràng là như vậy. Mà nếu chúng ta thiếu đi cái lòng đó, tức là để ý rằng là cái tình yêu của chúng ta đã bắt đầu, nó đã nguội rồi đó. Tại vì cái gì nữa làm chúng ta nguội? Tại vì tội lỗi thêm nhiều. Ủa chứ nói rồi chứ tôi tin Chúa là tôi đâu có làm tội. Nếu không có làm tội, tại sao cái tình yêu nguội dần? Mình phải đặt câu hỏi, phải có lý do. Tội đó là gì? Mình biết. Cái tội mà không làm theo lời Chúa dạy cũng là tội rồi. Bao nhiêu điều Chúa dạy chúng ta không làm, cho nên Chúa trách chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái bài học này, tuần sau tôi học tiếp về cái những việc tốt lành. Tại vì hồi nãy giờ nói về cái điều này mà trời nóng nực như thế này, rồi bà con có lại ngồi, tôi thấy mọi người có vẻ hơi buồn ngủ rồi. Nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhớ lại rằng cái tình yêu không phải tình yêu của chúng ta, phải là tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, chứ không phải tình yêu của chúng ta. Khi chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời trong chúng ta rồi, chúng ta mới có thể yêu thương người khác, có thể yêu nhau được. Ở trong cái tình yêu đó, chúng ta mới có thể yêu Chúa được. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Nếu chúng ta thấy mình không thể yêu Chúa được đó, thì sẽ hỏi rằng như vậy thì Chúa có đang ở trong tôi không? Đấng Christ có thành hình ở trong tôi không? Nếu mà nói rằng Chúa ở trong tôi mà mình không thể yêu Chúa, không thể tỏ tình yêu đó cho người khác, thì coi chừng xét lại cuộc sống của chúng ta có thật sự có Chúa trong đời sống không, có tình yêu của Chúa không. Cho nên xin Chúa dùng lời của Chúa giúp đỡ chúng ta buổi chiều hôm nay, để chúng ta có thể lớn mạnh ở trong Chúa, gần gũi Chúa hơn. Xin chúng ta cùng đứng lên. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài buổi chiều hôm nay, chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu của Chúa đối với mỗi chúng con. Chúa muốn chúng con thật sự yêu mến Ngài. Nhưng Chúa ơi, chúng con không phải dễ, bởi vì dễ lắm làm cho chúng con nản lòng, làm cho chúng con lui đi. Xin Chúa giúp sức cho chúng con càng ngày càng gần Chúa nhiều hơn, để Chúa cai quản đời sống của chúng con, tiếp tục Chúa ngự trị trong chúng con, hầu cho chúng con càng ngày càng gần Chúa, chứ không phải làm cho chúng con xa Chúa. Xin Chúa cho con bạn chị em học biết tình yêu này, để tình yêu của Ngài ngự trị và Chúa Giêsu thành hình ở trong đời sống mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài ở trong Chúa Giêsu Christ. Amen. Chính chúng ta mỗi người.
nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời. Chúa yêu thương ngày phục sinh bước ban vui cho tôi giữa ô buồn cuộc đời. Yêu là khi Chúa son phương trần gian vào nhân thế để cứu vớt tôi với bạn. Hãy subscribe.